chào các bạn, hôm nay sẽ cùng mình unbox một sản phẩm loa Bose Professional. Đó là loa FreeSpace 360p. Đây là mẫu loa sân vườn bán chạy nhất của Bose. Nó có màu xanh hài hòa với cây cối và thiên nhiên, có độ phủ âm 360 độ, giúp âm thanh lan tỏa ở không gian rộng cực kỳ tốt. Với thiết kế chống nước, chịu được thời tiết khắc nghiệt nên loa 360B này thường lắp ở sân vườn, hồ bơi, các khu nghỉ dưỡng ngoài trời. Và bây giờ hãy cùng Đức unbox sản phẩm này nhé. Và đây là cuốn sách hướng dẫn của loa. Và đây là phụ kiện lắp đặt của loa. Còn đây là sản phẩm của chúng ta, loa 360p.